tôi là bác sĩ Lý, bây giờ sẽ làm tim mạch cho bác nhá. Thế bây giờ các bạn nhìn là bệnh nhân mình hỏi vài câu mình thấy là bệnh nhân không quá khó thở đúng không? Thì mình có thể thăm khám bệnh nhân một cách từ từ đầy đủ được. Thế bây giờ bác là phiền kéo hết áo bồng lồng vào giúp tôi. Rồi. Thế bây giờ đầu tiên ý, trong khám tim mạch thì cũng như khám tất cả cơ quan khác gồm có nhìn sờ có nghe đúng không? Đầu tiên mình sẽ khám tim trước, khám mạch máu sau nhá. Thì khám tim thì mình sẽ nhìn. Thế đầu tiên mình nhìn bệnh nhân xem thì gì? Là một con cân đối hay không? Có sẹo mổ hay không? Có gì? Có tuần hoàn bằng hệ hay không? Nhá. Tuần hoàn bằng hệ của bệnh nhân sẽ là tuần hoàn bằng hệ chủ ngực, tức nó ở phía trên này. Do tích tắc tĩnh mạch chủ trên, hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên. Thế còn trong gan thì là tuần hoàn bằng hệ cửa chủ ở phía dưới. Đấy mình nhìn ở phía trên. Nó là do cho tắc cái tuần hoàn trở về nó sẽ là giãn những hệ mao mạch phụ. Đấy nó sẽ nổi rõ trên dưới da bệnh nhân. Tiếp tục là mình nhìn xem có thấy mỏm tim hay không. Mỏm tim mình sẽ nhìn xung quanh cái núm vú bệnh nhân xem thấy mỏm tim hay không. Đấy nếu mà mình nhìn không thấy không sao, lát nữa mình sẽ sờ nhá. Nhưng có vẻ đâu đó nó ở vị trí này đúng không? Đấy. Thế ngoài vị trí mỏm tim ra thì em nhìn xem ở những chỗ khác ở trên lồng ngực của bệnh nhân có ổ đập nào bất thường nữa không? Ổ đập bất thường tức là ổ đập ngoài vị trí mỏm tim, ổ đập bất thường. Đấy. Thế tóm lại nhìn và thứ hai là xem lồng ngực bệnh nhân có biến dạng hay không. Một số những biến dạng có thể có là ví dụ như lồng ngực hình thùng trong trường hợp bệnh nhân bệnh phổi mãn tính, hoặc là lồng ngực hình gà, ức gà trong trường hợp mà bệnh nhân bệnh tim bẩm sinh từ bé. Thế cái lồng ngực cái xương cốt nó nhô lên này, gọi là lồng ngực hình dạng ức gà. Đấy, hoặc là những cái gù vẹo cột sống, nhân đi từ cửa vào mình nhìn thấy gù vẹo cột sống của bệnh nhân nhá. Đấy là bước nhìn. Đấy, tóm lại là có cái thông tin cân đối hay không, này có sẹo mổ hay không, tuần hoàn bằng hệ hay không, có biến dạng hay không, mỏm tim ở vị trí nào, ổ đập bất thường hay không. Đấy là nhìn. Sang bước sờ thì mình sẽ dùng cái lòng bàn tay của mình để mình sờ. Đầu tiên là mình sờ vị trí mỏm tim nhá. Chỗ này mình sẽ sờ, mình đặt cả lòng bàn tay lên mình sờ. Sau khi mình sờ được, mình sẽ cảm nhận vào trong lòng bàn tay mình thì mình sẽ khu trú lại bằng cái đầu ngón tay. Đấy, thì em có thể sờ. Em dùng cái lòng bàn tay của em để em cảm nhận trước. Em nhìn thấy nó rồi đúng không? Đấy, thế sau đó em khu trú lại bằng cái đầu ngón tay, được chưa? Thế khi mà em sờ được cái vị trí mỏm tim rồi thì em phải trả lời cho những cái người mà không có mặt ở đấy là cái vị trí mỏm tim này nó ở vị trí nào về mặt giải phẫu để người ta nghe, người ta hiểu được cái tim có bình thường hay bất thường. Đấy, thế thì bây giờ thứ nhất nó bên trái rồi, ai cũng thấy đúng không? Thế nhưng mà thứ nào ở bên trái? Mình phải đếm khoan lên sườn đúng không? Thế đây em bị nấc không? Nếu nấc lấy cho nước cho em uống. Nếu mà đây là cái xương đòn của bệnh nhân này thì cái khoan lên sườn ở ngay dưới xương đòn đó là gì? Một. Là khoan lên sườn 1 nhá. Đây là khoan lên sườn 2 này. Đây là khoan lên sườn 3 này. Đây là khoan lên sườn 4 này. Và đây là khoan lên sườn 5 nhá. Tức là lõm đầu tiên này sang đến cứng này, sang đến lõm này. Thông thường thì các em sẽ đếm ở phía dưới giữa một chút. Nếu các em để sát vào đây quá thì cái sụn sườn phía trong nó bắt đầu nó chúc vào nhau rồi thì nó sẽ khó. Chỗ này là chỗ rộng nhất ở phía giữa, rộng nhất. Ở bên này nó bắt đầu nó chếch lên rồi. Đấy thì cái giữa giữa là chỗ đếm dễ nhất. Đây là khoan lên sườn 5. Nói chung là nó là đường giữa đòn trái. Đấy. Bạn này thì cái lồng ngực của bạn ấy nó hơi dài một chút. Thế nên là nó có vẻ nó vào hơi trong so với lại cái đầu núm vú của bạn ấy. Thế nhưng mà nếu mà so với xương đòn thì nó vẫn nằm ở trên chính giữa của đường dưới đòn trái. Đấy là khoan lên sườn 5. Thông thường mỏm tim sẽ là khoan lên sườn 4 hoặc khoan lên sườn 5 đường dưới đòn trái. Đấy, đấy là sờ vị trí mỏm tim. Tiếp tục là mình sẽ sờ tiếp xem toàn bộ cái viện diện trước ở tim trái và phía bên phải của tim và một phần ở phía bên phải xem là có gì. Trong lúc sờ tiếp theo là mình sẽ sờ xem có rung mưu hay không và ổ đập bất thường hay không. Đấy thì mình sẽ sờ dọc theo cái bờ trái này. Mình sờ toàn bộ cái ngực bên trái, kể cả vùng dưới xương đòn, bởi vì có thể bệnh nhân có cái cọn ống động mạch. Mình sẽ sờ tiếng rung mi của cọn ống động mạch. Đấy, sờ sang phía bên phải, sờ toàn bộ bên phải và sờ vùng mũi ức nhá. Trong cái bước sờ tiếp theo đấy mình sẽ trả lời là có ổ đập bất thường, tức là ổ đập ngoài vị trí mỏm tim. Thứ hai là có rung mi hay không. Rung mi tức là một cái cảm giác như là các em đặt tay lên lưng con mèo, nó rừ từ tay các bạn. Đấy, nếu mà chỗ nào đó có rung mi, tức là ở cái tương ứng cái vị trí đó các bạn sẽ nghe thấy một tiếng thổi hoặc một tiếng rung có một cái cường độ từ 4/6 trở lên. Các bạn đọc sách rồi, chia mức độ từ 1/6 nhá. Đấy, đấy là rung mưu. Tiếp tục có thao tác sờ tiếp theo, bệnh nhân sẽ có hai nghiệm pháp để sờ xem là có dấu hiệu hát re hay không. Dấu hiệu hát re tức là mình sẽ làm thao tác, mình sẽ dùng ngón tay cái miết dọc theo cán xương ức, đến khi mà đến mũi ức thì các bạn dừng lại. Các ngón tay còn lại các bạn để vị trí mỏm tim. Đấy, nếu các bạn thấy hai chỗ này đập đồng thời thì tức là nó có dấu hiệu hát re, tức là có giãn thất phải và có cảm giác là mỏm tim đập ở mũi ức. Không phải là cái mỏm tim chạy ở mũi ức mà đây là thất phải đập ở mũi ức, tức là có dấu hiệu hát re, trong chứng tỏ trong trường hợp đấy là có giãn thất phải, có dày thất phải, có tăng gánh thất phải nhá. Bình thường thất phải nó sẽ nấp ở sau cái xương ức, nó chui lên trên, mình không sờ được. Nhưng khi mà nó hạ xuống đây mà nó tăng động thì mình sẽ sờ nó, tức là nó sẽ có tăng gánh bồn tim phải.
Đấy là dấu hiệu hát ra. Thế còn dấu hiệu tiếp theo là dấu hiệu chạm rộn của ba. Thì cái dấu hiệu đấy thì các em sẽ đặt tay vào vị trí mỏm tim bệnh nhân và các em cảm nhận. Nếu mà các em thấy ở trong lòng bàn tay mình thấy cái mỏm tim nó thúc mạnh vào lòng bàn tay, nó rút nhanh rút sâu, thúc mạnh rút nhanh rút sâu, thúc mạnh rút nhanh rút sâu, đấy gọi là dấu hiệu chạm rộn ba. Thì cái dấu hiệu đó nó gặp trong trường hợp bệnh nhân có hở chủ mức độ vừa nhiều. Đấy, tất nhiên dấu hiệu này nó không đi đơn lẻ, nó sẽ kèm theo các dấu hiệu khác của bệnh nhân, của cái hở chủ đó. Ví dụ bệnh nhân sẽ nghe tiếng hở tâm trương ở van động mạch chủ. Các em sờ mạch bệnh nhân, các bạn sẽ thấy cái mạch của nó nảy mạnh chìm sâu, người ta gọi là mạch Corrigan. Các em đo huyết áp của bệnh nhân sẽ thấy là huyết áp tâm thu thì tăng hoặc là bình thường, huyết áp tâm trương giảm, thậm chí là giảm rất nhiều, có thể về không hoặc là về huyết thủy ngân. Ví dụ đo huyết áp bệnh nhân hở chủ thì là 100/30, 100/20 chẳng hạn. Đấy, thì đấy là trong trường hợp đó. Tất cả những biểu hiện đó là dấu hiệu của hở van động mạch chủ mức độ vừa nhiều. Hoặc là mình chỉ cần đứng mình nhìn bệnh nhân thấy cái mạch cổ đập. Đấy, tức là nó rất là tăng động, tất cả các dấu hiệu là dấu hiệu kích động mạch, tức là nó rất là tăng động như thế. Đấy, thì cái cơ chế sao thì mình sẽ học cái bệnh học của cái vấn đề van động mạch hở, van động mạch chủ để mình biết vì sao nó có tất cả các dấu hiệu giống nhau thế, chỉ có tên gọi khác nhau, cơ chế khác nhau, ở vị trí khác nhau, nhưng nó cùng một cơ chế nhá. Đấy. Thế tóm lại là trong cái phần sờ thì mình sẽ thứ nhất là sờ vị trí mỏm tim, trả lời được nó ở vị trí nào về mặt giải phẫu, sờ xem có ổ đập bất thường hay không, có rung mưu hay không, có dấu hiệu chạm rội ba hay không, có dấu hiệu hát re hay không. Đấy là 5 thông tin trong bước sờ mà các em phải trả lời được. Sang phần gõ tim, mục tiêu trong gõ tim là xác định chuyển động của tim. Tuy nhiên là trong thực tế lâm sàng cái giá trị của cái nghiệm pháp này nó không còn nhiều, nên là trong thực tế lâm sàng bây giờ tôi không áp dụng nữa. Và đi thi các bạn hầu như cũng không bị hỏi. Đấy. Thế bởi vì các bạn có thể trả lời ngay là chuyển động của tim to hay bé bằng cách là các bạn chụp một phim X quang. Đấy, trong trường hợp ví dụ suy tim bóng tim to chẳng hạn, hoặc là có chân gì bằng tim, các bạn chỉ cần quét cái đầu dò siêu âm mà các bạn nhìn thấy, các bạn không phải lịch kịch các bạn ngồi gõ tim, thì giá trị nó mang lại không nhiều, nó mất thời gian nên không làm nữa. Đấy, cái phần tiếp theo trong khám tim đó là mình sẽ nghe tim. Nghe tim có giá trị rất là quan trọng, bởi vì mình sẽ phát hiện ra những cái bất thường về tần số tim, về tiếng tim, để mình sẽ gợi ý cơ bản những cái vấn đề bệnh lý của tim của nhân nhá. Cái nghe tim thì các bạn sẽ có cái ống nghe để nghe tim. Tôi mượn cái ống nghe của bạn xem nào. Ống nghe này cũng không tốt lắm, ống nghe này vẫn là hai mặt màng. Ống nghe nào một mặt màng, một chuông. Đây, ống nghe này nhá. Ống nghe chuẩn để các bạn nghe tim là ống nghe gồm có mặt chuông, mặt màng này. Đây là mặt màng này, mặt màng tức là có cái màng. Mặt chuông tức là nó chỉ có hình loa này thôi. Và nếu bạn muốn nghe đầu nào thì các bạn sẽ xoay cái lỗ về đầu đó, nó sẽ thành một cái đường liên tục. Tức là về mặt chuông, các bạn nhìn thấy không? Tôi xoay là các bạn thấy mất đúng không? Đấy, thì nó sẽ về mặt này. Các bạn test thử ngoài tay các bạn trước. Đấy, sau đó thì cái nghe thì các bạn cũng để cái hướng ống nghe nó từ sau ra trước theo đúng hướng của ống tai này. Các bạn đặt vào tai các bạn này nhá. Tránh trường hợp các bạn để này thì cái nghe nó sẽ rất là kém, bởi vì nó bị cắt đứt cái đường đi của nó nhá. Đấy. Thế đấy là ống nghe. Thế thì cái mặt màng là mặt dùng chủ yếu nghe các tiếng âm sắc bình thường, tiếng T1, T2, tất cả các tiếng thổi. Thế còn cái mặt chuông nó có đặc biệt có giá trị trong trường hợp bệnh nhân nghe tiếng thổi, tiếng rung tâm trương trong trường hợp hẹp van hai lá, tiếng rung tâm trương ở mỏm. Các bạn để đúng vị trí này và vị trí mỏm tim và chỉ để hờ trên da bệnh nhân thôi, không ấn. Nếu ấn thì các bạn sẽ lại thành cái mặt màng mất rồi nhá, nên chỉ để hờ trên da này thôi để giữ nó khỏi trôi chạy đến chỗ khác và đúng vị trí mỏm tim để nghe. Đấy là tiếng rung tâm trương. Đấy, thế thì nghe tim thì các bạn sẽ luôn luôn phải nghe tim và đồng thời phải bắt mạch để các bạn xác định thì tâm thu và tâm trương của bệnh nhân. Đấy, bắt mạch các bạn có thể bắt mạch quay, các bạn để ống nghe nghe tim, hoặc là các bạn dùng tay này các bạn sẽ bắt mạch cảnh nhá. Đấy, thế tôi sẽ bắt mạch quay cho nó dễ quan sát cho các bạn. Thế nghe tim thì mình sẽ có 5 vị trí ổ để nghe tim. Thứ nhất là vị trí mỏm tim, cứ cho tôi đang để ở tai. Vị trí mỏm tim mà chúng ta sẽ nghe tiếng ở ổ van hai lá này. Mỏm tim mà chúng ta xác định rồi này, vị trí trong mỏm tức là đầu trong trụ sườn 5-6 là vị trí ổ van ba lá này. Dọc theo bờ trái xương ức ở vị trí hoa lên sườn 3 bên trái là ổ van Ebbotkin, là tiếng thổi trong trường hợp bệnh lý của van động mạch chủ, đặc biệt là hở chủ. Hoa lên sườn 2 cạnh ức trái là ổ van động mạch phổi, đối diện sang hoa lên sườn 2 cạnh ức phải là ổ van động mạch chủ nhá. Tức là có 5 van, có 4 van tim nhưng có 5 vị trí ổ van để nghe tim. Các bạn sẽ nghe mình chữ Z từ dưới lên này hoặc ngược lại từ trên xuống. Nên nói chung là từ dưới lên dễ hơn bởi vì theo cái vị trí mỏm tim bạn xác định được nhá. Đấy là tư thế nghe tim nằm ngửa. Thế thì khi nghe tim thì đầu tiên các bạn lần đầu tiên nghe tim các bạn phải nghe đầu tiên ở vị trí mỏm đã. Các bạn trả lời được câu hỏi là tần số tim, cái nhịp tim của bệnh nhân có đều hay không. Nếu nó đều thì tức là nó sẽ đập đều đặn một cách có nhịp điệu bùm tặc. Bùm là tiếng tâm thu, tặc là tiếng tâm trương. Bùm tặc, bùm tặc, bùm tặc, bùm tặc, bùm tặc. Đấy là nhịp đều. Trong trường hợp mà trên nền nó đập đều như thế
nó có những nhát đến sớm và nghỉ bù dài hơn, người ta gọi là ngoại tâm thu. Ví dụ bùm tặc, 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 bùm tặc. Tức là cái đoạn đáng lẽ là mình mong muốn là nghe nó ở đây nhưng nó đã đến trước rồi đấy, và sau đó nó sẽ nghỉ một dài hơn. Tổng cái nhát nhát đến sớm và cái nhát nghỉ bù đó bằng hai nhát bình thường, thế đó gọi là ngoại tâm thu. Thế còn khi mà trong trường hợp nó không có một cái gì là đều, nó không đều cả về, nó không có nhịp điệu không đều cả về cường độ nghe và cái khoảng cách, thì đấy gọi là loạn nhịp hoàn toàn. Thí dụ các em nghe bùm tặc 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 đấy, tức là nó loạn nhịp hoàn toàn, tức là nó không có một cái giai điệu, không có nhịp điệu gì hết, lúc to lúc bé lúc nhanh lúc chậm, thì người ta gọi là loạn nhịp hoàn toàn. Thế trên lâm sàng các bạn chỉ trả lời được ba cái dạng đó, tức là đều hay không, nếu không đều thì là ngoại tâm thu hay loạn nhịp hoàn toàn. Thế còn loạn nhịp hoàn toàn sau đó khi mà nhìn điện tim ra nó là rung nhĩ hay là ngoại tâm thu nhiều ổ hay là những cái gì gì thì nó là trên điện tim. Thế còn trên lâm sàng chỉ nó là một loạn nhịp hoàn toàn thôi nhá. Thì đấy là lần đầu tiên khi bạn nghe tim các bạn phải trả lời như thế. Thế sau đó thì các bạn trả lời tiếng T1, T2 có bình thường hay không? Nếu mà T1, T2 bình thường tức là nghe rõ bình thường như mọi chỗ. Thế ở tiếng T1 thì các bạn sẽ nghe rõ nhất ở vị trí mỏm tim ở trong mỏm, vì đấy là tiếng đóng của van nhĩ thất. Thế còn tiếng T2 các bạn sẽ nghe rõ nhất ở vị trí đáy tim, tức là van ổ, van động mạch chủ, van động mạch phổi, vì đấy là đóng van, van động mạch. Đấy, nhưng mà về nguyên tắc tất cả các vị trí ổ van tim thì đều nghe tiếng T1 và T2 hết. Đấy. Thế sau khi trả lời tiếng T1, T2 có bình thường hay không thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ xác định những tiếng bất thường. Tức là những tiếng thổi, tiếng rung, tiếng cọ mà mình nghe thấy được. Đấy, thì thí dụ như là các bạn sẽ nghe thấy ở ổ van động mạch chủ. Các bạn thấy nghe thấy ở van động mạch chủ tức là khoan lên sườn hai cạnh sườn hai cạnh ức phải này, nghe thấy một tiếng thổi ở trong thì tâm thu. Cường độ của nó là 4/6, tức là các bạn trời rung lưu ở đây nhá. Cường độ là 4/6 và nó la lên cổ. Đấy. Thế thì bệnh nhân này sẽ có thể là tổn thương là gì? Là hẹp van động mạch chủ đúng không? Thổi trong thì tâm thu. Tức là tiếng thổi tống máu la lên trên cổ. Lan theo hướng tống của dòng máu. Đấy. Thế nếu mà này thì mình nghi ngờ là có tiếng thổi trong hẹp van động mạch chủ. Với mỗi tiếng bất thường ở tại vị trí nào mình trả lời câu hỏi, thứ nhất là mình nghe thấy ở vị trí nào, trong thì nào, tâm thu tức là khi mạch nó nảy tay các bạn. Các bạn bắt mạch các bạn thấy nó nảy bụng vào tay mình, đấy là tâm thu. Lúc các bạn không cảm thấy mạch đấy là tỳ tâm trương. Khi các bạn cảm thấy mạch ở tay mình đấy là tỳ tâm thu nhá. Đấy. Thì trong thì nào, cường độ là bao nhiêu theo phân độ 6 mức, hướng lan đi đâu và âm sắc như thế nào. Về âm sắc thì nó có một số những âm sắc mà các bạn sau này nghe nhiều có tiếng các bạn sẽ biết. Ví dụ trong một bệnh nhân thông liên thất các bạn sẽ nghe thấy một cái tiếng thổi rất là thô ráp toàn tâm thu, ví dụ bùm phù tặc tặc đấy, tức là nó to thế. Thế còn ví dụ tiếng thổi trong hở hai lá nó rất là nhẹ, tức là nó rất là nhẹ, phào 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 như tiếng gió thôi, đấy thì là tiếng thổi hở hai lá. Hoặc trong tiếng thổi liên tục ở ổ van ở dưới giữa dưới đòn bên trái trong trường hợp ống động mạch nó như tiếng nước chảy đấy, nó có những cái âm sắc khác nhau. Thế trong bốn tính chất đó thì bốn tính chất đầu các bạn phải mô tả được. Thế còn cái tính chất về âm sắc có thể các bạn không mô tả được, hoặc có, nếu có thì càng tốt, nếu không thì cũng chưa sao cả vì các bạn mới. Đấy. Thế tương tự như thế có thể những vị trí ổ khác bạn nghe thì các bạn đều phải mô tả hết những cái bất thường đó. Thế sau khi nghe bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa thì các bạn sẽ cho bệnh nhân ở tư thế nằm nghiêng trái. Bác nằm nghiêng sang trái, tay gối dưới đầu. Đấy. Các bạn cho bệnh nhân nằm hơi bán nghiêng thôi đấy. Khi nghiêng này thì các bạn phải xác định lại vị trí mỏm tim bởi vì là nó sẽ thay đổi. Đây thì bạn xác định lại đi. Mà nó rõ hơn đúng không? Đấy. Thế khi đó, khi bệnh nhân nằm nghiêng trái này chủ yếu là mình sẽ phát hiện ra những tiếng bất thường ở vị trí mỏm tim. Mình sẽ tập trung nghe ở vị trí mỏm tim. Đấy, mình sẽ để ống nghe ở vị trí mỏm tim mà mình vẫn bắt mạch bệnh nhân. Đấy, nhá. Đấy, thế thì sau đó thì mình sẽ nghe. Chứ còn mình không nghe lại cả bốn ổ, mình chỉ chủ yếu tập trung nghe ở mỏm và cùng lắm là ở vị trí ổ van ba lá thôi. Chứ mình không nghe lên cả đây. Đấy, thì mình sẽ phát hiện, quan trọng nhất là cái tiếng rung tâm trương sau hẹp hai lá. Đấy, mình sẽ để nhẹ cái ống nghe vào đây và mình nghe nó rất là rõ nếu mà có rung tâm trương, còn nếu mà các bạn nghe qua qua thì không bao giờ các bạn phát hiện tiếng rung tâm trương cả. Thế nhưng mà nếu các bạn làm đúng nghiệm pháp, đúng vị trí và đúng tư thế thì các bạn sẽ phát hiện ra và nghe nó rất là dễ chịu, nó như tiếng ve dùi trống ở trên mặt cái trống ấy, và nghe một lần sau các bạn sẽ không bao giờ quên. Đấy, nên là các bạn phải tỉ mỉ cái vấn đề đó. Cái tư thế nghe tim thứ ba là tư thế bệnh nhân ngồi và ngả ra phía trước. Bác ngồi dậy thì bác ngồi luôn ra phía sau, đưa lên trên rồi. Đấy, thêm bệnh nhân vén áo này. Khi bệnh nhân ngồi này thì mục tiêu là mình sẽ cho bệnh nhân ngồi để ngả hết cái quai động mạch ở phía trước nhất, thì cái ổ van động mạch nó sẽ nghe rõ nhất, từ nó ra trước nhất. Thế cái trong trường hợp này thì mình hay sử dụng để mình nghe tiếng thổi tâm trương trong ổ van động mạch chủ. Đấy, cái tiếng thổi tâm trương ổ van động mạch chủ nó mô tả nhẹ như tiếng thở, tức là nó phào như tiếng thở, nên là rất dễ các bạn nhầm với tiếng thở của bệnh nhân.
Nhưng mà tiếng thở của bệnh nhân ấy, thì cái nhịp thở của bệnh nhân nó sẽ chậm hơn với tần số tim. Nhịp thở chỉ khoảng 18-20 nhịp phút là cùng, đấy là nhanh, còn có thể 46 nhịp thôi. Còn tiếng tim nó phải 80-70 nhịp, thế là sẽ khác nhau ở điểm đó. Tuy nhiên mình có thể nói cho bệnh nhân một số biện pháp để họ nhịp thở để mình loại trừ cái tạp âm. Ví dụ là mình đã xác định ở Elkin rồi, mình để ở đây mình nghe. Đấy, mình nghe tim để mình thấy rồi nhá. Thế sau đó thì mình sẽ nói là bây giờ bác hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, nín thở. Rồi bác thở lại. Đấy. Khi bệnh nhân nín thở thì có thể là mình cũng nên nín thở cùng bệnh nhân để mình biết là cái ngưỡng chịu của mình bao nhiêu, để khi mà mình thở lại thì mình cũng bảo bệnh nhân thở lại. Thế khi nín, khi mình nghe vài nhịp thế mình cho bệnh nhân hít thở sâu thế để mình dưỡng cho bệnh nhân một cái lượng oxy nhất định. Thế lần cuối cùng khi bệnh nhân mình bảo thở ra hết sức, tức là hết cái khí ở trong phổi ra và nín thở, tức là không còn một tí tiếng thở trong đó. Nếu khi đó mà bạn nghe thấy một tiếng thổi ở trong thì mạch lặn không cảm nhận dưới tay bạn thì đấy chính là tiếng thở tâm trương trong khẩu phần động mạch chủ. Đấy. Thế thì và như thế thì nó sẽ không bị lẫn tạp âm, và thứ hai nữa là bệnh nhân cũng không bị quá khó chịu khi mà mình ta phải nín thở, và khi mình bảo bệnh nhân thở lại thì là mình đã ấy rồi, xong cái vấn đề rồi. Còn nếu mà mình chưa rõ mình có thể lặp lại một lần như thế nữa. Đấy, và khi bệnh nhân ngồi tư thế ngồi ngẩng ra phía trước thì mình chỉ tập trung vào vị trí đáy tim thôi, chứ không phải là mình lại lò mò mình nghe vị trí mỏm tim làm gì cả. Mình chỉ tập trung vào vị trí đáy tim, mà quan trọng nhất là tiếng thổi âm trương trong khẩu phần động mạch chủ. Đấy, rồi bác nằm xuống đi. Thì đấy là phần nghe tim. Tóm lại sau khi nghe tim xong, các em phải trả lời được câu hỏi là tần số tim của bệnh nhân là bao nhiêu, có đều hay không đều, thì T1, T2 có bình thường hay là có T1 đanh hay không, có T2 mạnh hay không, có tiếng thổi, tiếng rung, tiếng cọ gì bất thường hay không, và tính chất của nó như nào mô tả ra. Đấy, thế không ai cấm các bạn là các bạn sẽ có nhiều hơn một tiếng bất thường, đúng không? Các bạn có thể nghe tiếng thổi tâm trương ở tiếng rung tâm trương ở mỏm tim, tiếng thổi âm thu ở van động mạch chủ. Đấy, hoặc là thổi tâm thu ở trong mỏm ở van ba lá. Thế thì có cái vấn đề các bạn cần phân biệt là hai tiếng đấy là hai tiếng khác nhau ở hai ổ van, hay là một cái tiếng lan từ chỗ khác ra, đúng không? Thế nguyên tắc nghe tiếng bất thường của tiếng hướng lan thì các bạn sẽ phải nghe thường xoáy chân ốc từ trong ra ngoài. Đấy, thông thường tiếng thổi tâm thu ở mỏm sẽ hướng lan ra nách. Hướng lan của nó là theo cùng với hướng tống máu. Tức là thí dụ thổi tâm thu ở mỏm, tức là hở van hai lá, tức là máu phụt hướng lên nhĩ trái và sẽ lan ra nách đa số. Có một số trường hợp do đứt dây chằng nó lan đến chỗ khác là không tính. Thế còn nếu mà tiếng thổi trong hẹp van động mạch phổi hoặc hở phổi nó sẽ lan dọc bờ trái xương ức, hoặc là động mạch chủ nó sẽ lan lên trên. Nếu hở chủ nó sẽ lan từ vị trí van động mạch chủ xuống mỏm tim theo đúng hướng của dòng máu. Đấy. Thế nếu giả sử như các bạn nghe từ đây nó to, xong nó nhỏ dần giảm dần dần xong nó lại to lại, tức là hai vị trí ổ van có hai tiếng khác nhau. Thế còn nếu giả sử nó to, nó cứ giảm dần 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 đấy, chỉ nghe nhỏ nhỏ thôi, thế là tiếng lan, được không? Thế nhưng mà tất nhiên là các bạn nghe ban đầu không ai cấm được các bạn nghe, nó có thể lẫn, các bạn có chính kiến, các bạn có thể bảo được là hai tiếng, có thể là một tiếng, nhưng các bạn phải bảo vệ được nó. Thí dụ các bạn nghe tiếng thở tấm thù ở đây, thở tấm thù ở vị trí van hai lá, thở tấm thù van ba lá, thì khi chẩn đoán sơ bộ các bạn phải là theo dõi hở hai lá, theo dõi hở ba lá, đúng không? Chứ không thể nào mà các bạn nghe tiếng hai tiếng thở tấm thù kết luận chỉ có một theo dõi hở hai lá là không được, đúng không? Thế một tiếng thở là cái gì, đúng không? Đấy, thế nên là cái thông tin mà các bạn đưa ra nó phải phù hợp với cái chẩn đoán mà các bạn định hướng đến. Thế còn để chẩn đoán xác định thì các bạn phải dựa vào siêu âm tim để các bạn xem có đúng có dòng hở hay không, có đúng có tranh áp cho tăng tốc cho hẹp hay không, đấy là chẩn đoán xác định. Còn chẩn đoán sơ bộ các bạn có thể đưa ra tổn thương mà các bạn nghĩ tới dựa trên những tổn thương mà các bạn nghe thấy được bằng tai. Đấy nhá, đấy là vấn đề khám tim, các bạn thống nhất chưa? Nhìn, sờ và nghe nhá. Nghe tim có ba tư thế: nằm ngửa, nghiêng trái và ngồi ngẩng ra phía trước. Đấy. Thế sang vấn đề thứ hai là vấn đề khám mạch máu, thì gồm có thăm khám hệ động mạch và hệ tĩnh mạch. Thăm khám hệ động mạch thì về nguyên tắc tất cả những cái mạch máu da nông các bạn đều thăm khám. Đầu tiên là mạch cảnh, mạch dưới đòn và mạch nách các bạn có thể không cần thăm khám. Các bạn thăm khám xuống thẳng vào cái mạch cánh tay, mạch quay, mạch bẹ, mạch queo, mạch mu chân, mạch chày sau. Theo nguyên tắc là thăm khám đối xứng hai bên. Đấy. Bắt mạch trước xem có mạch yếu hay mất mạch hay không. Thứ hai là với những mạch máu lớn là mình phải nghe dọc đường đi của động mạch, mạch cảnh, mạch chủ bụng, mạch thận hai bên. Những cái mạch ở ngoại vi mà nghi ngờ bất thường thông nội tĩnh mạch thì mình phải nghe. Ví dụ mạch bẹt có thể có. Đấy, hoặc bất cứ chỗ nào mà nghi ngờ thông nội tĩnh mạch mình phải nghe. Và mình sẽ xem những dấu hiệu của thiếu máu chi, đặc biệt là thiếu máu chi dưới cấp tính và mãn tính. Những cái thiếu dấu hiệu thiếu máu cấp tính, ví dụ là huyết khối tự tim bắn veo phát gây tác động mạch cấp tính, là mình phải phát hiện những triệu chứng đó để chuyển bệnh nhân đi mổ sớm lấy huyết khối để cứu chi cho bệnh nhân.
Thế còn những trường hợp tắc mãn tính, tức là trường hợp trên nền hút thuốc lá, thuốc lào, xơ vữa, đái tháo đường, xơ vữa rải rác, cứ hẹp dần và bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau cách hồi khi bệnh nhân đi lại. Đấy là những dấu hiệu thường màu chim mãn tính. Thế còn trong hệ tĩnh mạch ấy, thì bây giờ mình sẽ làm về động mạch trước nhé. Động mạch thì đầu tiên khám mạch cảnh, thì các bạn sẽ cho bệnh nhân tất cả những chỗ khác thì các bạn sẽ khám đồng thời đối xứng hai bên, riêng mạch cảnh các bạn sẽ khám từng bên một để tránh cái phản xạ xoang cảnh và cái phản xạ. Bệnh nhân sẽ có thể ngừng tim nếu bệnh nhân cùng ấn cho cảnh hai bên cùng lúc. Thì ở xoang cảnh bên phải thì các bạn sẽ bắt đầu từ sụn nhấn giáp này, các bạn cũng không cần phải nghiêng quá mức thế, nghiêng vừa phải. Đây sụn nhấn giáp này, các bạn sẽ đi ra về phía bờ trước giữa lần rũ và bắt đây. Em bắt từ bờ sụn nhấn giáp. Miết. Đó. Bên đối diện có phải nhấn giáp miết. Đó, em có thể bắt. Đấy, nhá. Đấy thì bắt mạch cảnh hai bên. Sau đó mạch cánh tay. Mạch cánh tay thì tốt nhất các bạn nên để bệnh nhân ướn tay lên hết. Nó ở ránh nhị đầu trong. Đây, bạn có thể bắt. Rất là rõ đúng không? Đấy. Bên này cũng thế, đánh nhìn đầu trong bên đây, em bắt. Bắt hai bên cùng lúc. Đổi tay. Bởi vì mình sẽ có một tay thuận, một tay không, nên mình so sánh hai bên xem là cái mức độ bên nào nó nảy hơn, nó yếu hơn. Tương tự mạch quay là mạch đi ở ránh quay theo ngón cái nhá. Rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều bạn khi thăm khám là bắt mạch quay cứ thế này, xong mà bảo mạch quay bệnh nhân rõ, đánh trụ nhá. Mạch quay là ở ránh quay, tức là phải ở phía ngón cái, được chưa? Hai bên so sánh. Đấy, các bạn có thể bắt, các bạn đổi tay. Đây, em có thể bắt mạch quay của bệnh nhân. Bắt mạch quay. Đúng không? Thấy rõ, đúng không? Khi bắt mạch thì các bạn bắt bằng hai đầu ngón tay hoặc ba đầu ngón tay, tránh bắt mạch bằng như thế này. Nhưng nó rất là xấu, thứ hai cái phản xạ chính xác nó không tốt. Các bạn ít nhất là hai đầu ngón tay, còn nếu không thì là ba đầu ngón tay này nhá. Thì cảm nhận nó sẽ tốt hơn. Sau này thế các bạn chọc đồng mạch khí máu hạn, các bạn phải có hai đồng mạch các bạn chọc. Chọc này chứ không phải cứ thế này, các bạn chọc nó không cố định tốt. Thế còn đến mạch bẹn thì bệnh nhân sẽ ở tư thế dạng và xoay ngoài, em thả lỏng chân đấy, xoay ngoài này nhá. Thế thì mạch bẹn nó sẽ ở chính giữa đất lằn bẹn, đây là cái gai dẫn xuyên trên này. Đấy thì cái đất lằn bẹn bệnh nhân đây và đi xuống dưới khoảng 2 cm. Đây để lại sờ cái mạch bẹn bệnh nhân. Để quan trọng. Vấn đề gì nhá? Bây giờ em sẽ làm bác sĩ đi thăm khám. Bây giờ tôi sẽ. Đây, không có vấn đề gì hết. Có thấy không? Tóm lại là như thế. Thì tóm lại là các bạn về nhà các bạn thao hồ, các bạn còn đủ các bạn bắt mạch bẹn của các bạn được chưa? Đấy. Nhưng mà tư thế các bạn nên để bệnh nhân dạng và xoay ngoài thì nó sẽ ra nông nhất và mạch bẹn nó sẽ ở dưới nếp chính giữa dưới nếp lằn bẹn khoảng 2 quát ngón tay. Và cái động mạch bẹn nó vô cùng quan trọng trong trường hợp ví dụ như bệnh nhân bị sốc, bị đang có tình trạng sốc tim chẳng hạn, mạch ngoại vi các bạn không sờ thì không lấy được tĩnh mạch gì hết, thì nếu các bạn sờ được cái mạch bẹn đó thì các bạn sẽ xác định được cái bó mạch thần kinh ở cái vùng đùi này, và các bạn biết là ở ngoài động mạch là gì, là gì, thần kinh nằm ngoài đúng không, tĩnh mạch nằm trong đúng không. Đấy, thế thì nếu các bạn bắt được động mạch, các bạn có thể lấy dễ dàng máu tĩnh mạch để các bạn xét nghiệm. Chứ đừng chọc ra ngoài bệnh nhân, đấy, thì bệnh nhân sẽ lại dễ đẩy lên đấy, vì chọc vào thần kinh người ta, đấy, hoặc các bạn có thể lấy khí máu động mạch để các bạn làm khí máu, mạch bẹn hai bên so sánh. Những bệnh nhân, thí dụ như bệnh nhân bị tắc động mạch vào, mình có thể thăm khám để so sánh hai bên, mạch khoeo, đấy, bạn này mà còn đâu cũng không ăn thua lắm. Thế thì mạch khoeo nó sẽ là đỉnh chám khoeo về phía cẳng chân của bệnh nhân, và nguyên tắc bắt thì các bạn sẽ dùng 4 ngón tay của hai đầu ngón tay để các bạn móc vào cái chám khoeo này. Bệnh nhân sẽ là tư thế gấp chân này. Đây, bạn có thể tháo tay vào đây. Tay một bạn, tay tay bên này thì bạn sẽ bắt lấy tay, bắt vào lấy tay tôi này. Tay bên kia, bắt vào tay lại tay bạn, nó sẽ đỉnh, đỉnh dưới. Đúng không? Cái đặc thù của cái chám queo ấy là nó tập trung hết cái đầu gân của tất cả các bó cơ ở đùi, ở cẳng chân, thì nó rất là nhiều cái bó gân nên, và nó ở rất là sâu, thế nên là các bạn phải ở cái tư thế lỏng chân nhất và các bạn bắt sâu nhất ở đỉnh của chám queo về phía cẳng chân. Đấy, các bạn về các bạn làm như thế với các bạn, bắt lâu sẽ được. Đấy, và so sánh hai bên, nên có thể nằm ngửa như này hoặc nằm sấp cong chân lên cũng có thể bắt được hai tư thế. Tiếp tục là đến mạch mu chân.
mạch mu chân thì nó sẽ đi ở giữa, gần giữa của ngón 1 và ngón 2, ở chính giữa bàn chân này, đây em sờ. Đúng không? Đây. Đây. Chính giữa gần duỗi ngón 1, ngón 2. Mạch chày sau nó sẽ ở phía sau của mắt cá trong. Đây. Nó phải sờ. Phía sau, 3 ngón tay. Đấy, bên này cũng thế. Đây, em có thể sờ. Em sờ đi. Mạch mu chân thì rất là dễ sờ, mạch chày sau thì có thể khó hơn. Có thấy không? Đấy. Và so sánh hai bên. Trong những trường hợp mà mình đánh giá cái hội chứng của thiếu máu chi cấp tính trong trường hợp tắc huyết khối thì sẽ có dấu hiệu 5P ở ngoại khoa, tức là tượng trưng cho 5 chữ cái viết tắt tiếng Anh. Thứ nhất là bệnh nhân sẽ có đau đột ngột và dữ dội, đau rất kinh khủng, đau của thiếu máu cấp tính rất là kinh khủng. Tiếp tục có thấy chân này lạnh toát. Đấy. Thứ hai, thứ ba là mất mạch. Tiếp tục nữa là sẽ có rối loạn cảm giác. Và cuối cùng giai đoạn muộn nữa là sẽ mất vận động. Đấy là 5 triệu chứng của thiếu máu chi cấp tính, viết tắt bằng 5 chữ P ở tiếng Anh, các bạn sẽ về các bạn tra sách ra nhá. Thế những trường hợp đấy các bạn phải phát hiện sớm và kịp thời. Nếu bệnh nhân vào viện bị đau chân, chân lạnh thì các bạn phải khám ngay lập tức cái vấn đề đó. Nếu thấy các bạn phải chuyển đến cơ sở ngoại khoa có thể xử lý vấn đề đó. Bởi vì nó sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân là một cái lao động trẻ chính trong nhà mà các bạn để quá 6 tiếng, bỏ xe đi, cả đời họ tàn phế không làm được việc gì cả. Nhưng nếu các bạn phát hiện sớm, các bạn xử lý được, các bạn cứu bệnh nhân, tức là thay đổi hẳn cái cuộc sống của người ta nhá. Đấy là thiếu máu chi cấp tính. Đặc biệt trên nền bệnh nhân có bệnh van tim, rung nhĩ hoặc là suy tim nặng các thứ là mình có lưu ý vấn đề huyết khối, có thể bắn đi nó gây tắc mạch cấp. Đấy, và bệnh nhân thường rất rõ, nhớ rất rõ cái thời điểm mà đau đấy, bởi vì là nó rất là dữ dội, rất là kinh khủng. Tiếp tục là những triệu chứng thiếu máu chi mãn tính, gặp trong những trường hợp là bệnh nhân sơ vữa như tôi mô tả ban đầu đái đường. Thì những trường hợp thiếu máu chi mãn tính thì nó sẽ cứ sơ vữa dần, nó nhỏ dần cái mạch máu. Thế thì nó sẽ có biểu hiện của cái thiểu dưỡng của cái chi thiếu máu đó. Thế thì thiểu dưỡng thì nó sẽ biểu hiện là cái da nó sẽ bóng, cái tổ chức dưới da nó sẽ teo, da bệnh nhân nó sẽ không đầy đặn dày dặn này mà nó sẽ teo, nó sẽ sát cái da và cái xương. Con lông dưới da nó có thể nó rụng bởi vì nó bị thiểu dưỡng, nó rụng lông so bên đối diện. Và bệnh nhân có thể có các ngón bị hoại tử. Hoại tử trong trường hợp mà tắc động mạch thì thông thường nó sẽ là hoại tử đen khô. Ngón chân của bệnh nhân nó như que củi, nó khô, nó rụng các thứ, chứ nó không bị nhiễm trùng, nó không bị chảy nước gì cả, nó khô quắt lại. Đấy, nó như cái củi đen. Đấy thì là cái triệu chứng đó. Và thông thường thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau cách hồi trên lâm sàng, tức là họ sẽ đi một quãng mấy chục mét hoặc mấy trăm mét họ sẽ phải đau cái bụng chân. Họ phải ngồi nghỉ một lúc họ thấy đỡ hết sạch, họ lại đi được bình thường. Đến tầm bằng đấy thời khoảng quãng đường đấy họ lại đau. Đấy gọi là triệu chứng đau cách hồi, tức là cứ bằng đấy họ lại đau, nghỉ đỡ lại đau lại đi. Tức là cái hẹp chi hẹp đấy nó chỉ có khả năng dung nạp đến mức đó. Tức là nó hay không lấy được đứa nó đau cho nó nghỉ, nó lại giãn ra, nó lại đi tiếp cấp máu, nó lại đi tiếp được. Đấy. Thế thì sau khi mình so sánh hai chân thì mình sẽ xem, mình trả lời xem là cái mạch bên nào yếu hơn hoặc nó mất mạch, những ngón nào bị hoại tử mình đánh dấu vào. Nghe trên đường đi của mạch máu lớn, đầu tiên là mình nghe mạch cảnh. Nghe mạch cảnh. Xem có tiếng thổi hay không. Trong trường hợp có hẹp thì sẽ có thổi. Đấy, nghe mạch cảnh hai bên. Nghe dọc động mạch chủ bụng nó bên trái hay phải cuộc sống? Bên trái đúng không? Mạch chủ bụng nó nằm rất sâu ở phía sau cuộc sống nên các bạn phải ấn mạnh. Ấn mạnh các bạn nghe. Ấn mạnh để nghe. Tất nhiên là nếu bệnh nhân vào viện vì đau bụng và mình nghi ngờ là bệnh nhân có phình động mạch chủ bụng thì đừng có ấn mạnh quá mà rồi lại vỡ, bệnh nhân lại trắng nhợt ở trước mặt các bạn. Nếu mà các bạn sờ bụng, khám bụng khi các bạn không có thể đập phịch rồi thì tốt nhất là các bạn nên gửi ta đi siêu âm. Đấy, để người ta quét đầu dòng, người ta đánh giá cho bạn luôn, chứ đừng lại ấn lén để nghe nó lại vỡ mất nhá. Trong trường hợp những bệnh nhân vào cái tăng huyết áp rất là cao, không đáp ứng với thuốc, có thể bệnh nhân bị hẹp mạch thận. Đấy, hẹp mạch thận một bên hoặc hai bên. Động mạch thận nó sẽ nằm ở trên rốn khoảng hai khoác ngón tay đi sang hai bên. Mình sẽ nghe sang hai bên, nghe động mạch thận xem có hẹp hay không nhá. Nghe động mạch thận hai bên xem có hẹp hay không. Thế còn tùy bệnh nhân vào viện vì những triệu chứng gì mà mình nghi ngờ đâu có thông động tĩnh mạch. Ví dụ bệnh nhân sau can thiệp có chọc mạch chẳng hạn, chọc mạch đùi, nên bây giờ thấy sờ thấy rung mi ở đấy thì mình phải nghe mạch đùi. Hoặc là những bệnh nhân có những cái búi giãn động gì giãn động tĩnh mạch ở chỗ nào đó thì mình sẽ nghe đó xem có tiếng thổi hay không. Đấy là khám về hệ động mạch. Hệ động mạch thì bao gồm có, sau khi khám xong mình phải trả lời là mạch tất cả các bên có ở vị trí nào, có hẹp hay không, tức là có yếu mạch hay không, có tắc hay không, tức là có mất mạch hay không, có chỗ nào những mạch lớn có nghe tiếng thổi hay không. Đấy là vấn đề của hẹp. Đấy, và có triệu chứng của thiếu máu chi dưới cấp tính hay mãn tính hay không.
Đấy là cái hệ khám động mạch. Cái khám hệ tĩnh mạch thì cái mục tiêu của khám hệ tĩnh mạch, thông thường bệnh lý tĩnh mạch nó chủ yếu ở chi dưới, còn chi trên đa số là những cái bất thường bẩm sinh, ví dụ những cái dị dạng động tĩnh, những cái búi dị dạng tĩnh mạch, những cái bẩm sinh đấy thì nó không tính đến. Còn những cái bệnh lý mắc phải thông thường nó ở chi dưới, bởi vì tĩnh mạch nó liên quan đến trọng lực đấy, thì nó liên quan đến chi dưới là thể đứng hoặc là những cái sau, cái trong đời sống mình phải đứng nhiều hoặc là mình phải dặn nhiều lần sinh con các thứ. Thế thì ở bệnh lý hệ tĩnh mạch chi dưới thì có hai hệ tĩnh mạch nông và hệ tĩnh mạch sâu. Hệ tĩnh mạch nông thì nó sẽ có giãn và suy tĩnh mạch nông, thì mình sẽ nhìn thấy các búi giãn tĩnh mạch ở ngay dưới da ở các mức độ từ những cái giãn chân chim cho đến những cái giãn rõ hơn, mà khi bệnh nhân sẽ rõ hơn ở tư thế đứng, và có những trường hợp nó giãn sắn vặn như cái búi dây thừng ở sau đấy, ở sau thì bệnh nhân sau kéo quần thì mình sẽ nhìn thấy. Đấy là về vấn đề giãn tĩnh mạch nông. Thế thì còn giãn tĩnh mạch sâu thì, hoặc là bệnh lý tĩnh mạch sâu thì thông thường ấy là bệnh lý suy van tĩnh mạch sâu hoặc là huyết khối tĩnh mạch sâu, mà hay gặp nhất là huyết khối tĩnh mạch sâu, và sau huyết khối tĩnh mạch sâu nó sẽ để lại hậu quả là suy van tĩnh mạch sâu. Đấy, thế huyết khối tĩnh mạch sâu thì nó sẽ có biểu hiện thông thường là nó xảy ra trên những bệnh nhân, ví dụ như là sau những cuộc đại phẫu, những cái phẫu thuật vùng khung chậu, hoặc những bệnh nhân già bất động nằm lâu tai biến, hoặc là những bệnh nhân nữ có những cái tai biến can thiệp sản khoa, hoặc là bệnh nhân dùng thuốc tránh thai. Đấy thì họ sẽ có tình trạng tăng đông, hoặc là bệnh nhân ung thư, bệnh nhân sẽ có những cái vấn đề về huyết khối tĩnh mạch, thông thường là sẽ hay gặp ở chân trái. Thế các bạn sẽ đọc sách từ giờ khi ra trường xem là vì sao mà hay gặp huyết khối tĩnh mạch ở chân trái, đi lâm sàng sẽ hay gặp ở chân trái hơn. Đấy thì sẽ vì sao, và khi nào trước khi ra mà vẫn chưa trả lời được thì là câu hỏi. Đấy, nhưng còn trong quá trình đó mình nên đi tìm kiếm. Thế khi mà cái chân nó bị huyết khối tĩnh mạch thì mình nó sẽ có triệu chứng là một chân to một chân bé. Cái chân huyết khối tĩnh mạch nó sẽ to lên so với bình thường. Bình thường các bạn thấy cái bụng chân nó rất là lỏng, nó mô di chuyển như này được, nhưng khi mà cái chân nó bị huyết khối tĩnh mạch, tức là nó tắc tuần hoàn trở về, máu nó ứ ngoại vi, nó sẽ to, nó sẽ căng cứng như khúc giò hoặc bắp chuối, tức nó sẽ bì, nó sẽ căng rất là to so với bên đối diện cùng ở cùng cái vị trí đo. Các bạn sẽ dùng thước dây để đo chu vi, các bạn thấy nó to lên. Thứ hai là cái màu sắc, cái chi ở phía dưới chỗ tắc đấy nó sẽ gì, nó sẽ màu gì, màu thâm, màu tím, đúng không? Da nó sẽ nóng chứ nó không phải lạnh, bởi vì nó tắc ứ trệ tĩnh mạch. Đấy là tím mà màu, và màu sẽ màu dạng tím mà sờ là sẽ nóng. Và thông thường những trường hợp đấy thì các bạn vẫn bắt được động mạch nếu nó không phù nề quá nhiều. Đấy, chỉ trường hợp nó phù nề quá nhiều thì có thể không bắt được động mạch, nhưng mà trong trường hợp nó cản trở tĩnh mạch nó sẽ không cản trở động mạch trở về, nó sẽ không ảnh hưởng gì cả, bệnh nhân vẫn bắt được động mạch. Đấy, và bệnh nhân ở tư thế gác cao chân sau một đêm ngủ sẽ đỡ, bệnh nhân đi lại nhiều thì sẽ chân sẽ sưng to hơn. Đấy là trong trường hợp mà huyết khối tĩnh mạch. Đấy, và khi mà điều trị chống đông tốt thì cái triệu chứng nó sẽ giảm, bệnh nhân sẽ đỡ dần đi. Đấy, đấy là vấn đề về tĩnh mạch. Còn sẽ có một số nghiệm pháp trong trường hợp suy van tĩnh mạch, nghiệm pháp SWAT hoặc các nghiệm pháp trong sách họ mô tả cách mình làm, mình có thể học thêm trong sách. Đấy là những nghiệm pháp rất chuyên sâu về bệnh lý tĩnh mạch, thì nói chung là với một cái khám tim mạch thông thường thì có thể mình không cần phải đề cập vấn đề đó. Quan trọng nhất là mình phát hiện ra triệu chứng của huyết khối tĩnh mạch sâu và triệu chứng của giãn tĩnh mạch nâu ở các mức độ, triệu chứng lâm sàng và triệu chứng thực thể. Đấy, còn hệ động mạch tôi đã tóm tắt rồi, tim mạch khám tim tôi đã tóm tắt rồi. Đấy là toàn bộ khám lâm sàng hệ tim và mạch máu là như thế nhá. Thế bây giờ thì các bạn sẽ chia làm ba nhóm.